Và tôi nghi ngờ điệp viên đó chính là Lan Trinh. Vâng, đúng như là chị Tường đã nghi ngờ, tôi cũng Lan Trinh. Trời ơi, đúng như Lan Trinh cũng đã nói. Đó, biết sao giờ? Ok, cắt rồi. Đúng như vậy. Nhân cơ hội ngày hôm nay em cũng có lời muốn xin lỗi chị. Em quên nữa ơi Tường ơi. Miễn cơm anh ăn. Em mù mờ. Em dại dột. Em thương em núi này trong núi đó. Cùng đội chị mà phản chị kìa. Em thương ơi. Cái đồ lừa thầy phản bạn. Không còn. Tại vì á, Tuấn nó dúi em. Bây giờ có biết việc làm của hai đứa em chưa? Ngồi em đây, tụi em sẽ phục vụ nó. Ừ, vậy đi. Chị không cần phải làm cái gì ngày hôm nay hết. Trời ơi, của Minh nè. Có lỗi quá, tự cảm giác có lỗi quá. Anh ơi, bây giờ anh tự đua, em chỉ nhờ một cái nhiệm vụ là anh đi lấy con đường em lấy giùm em, cái kẹt tóc em rồi rơi đi. Mọi người kêu em liên lạc với ba tôi nhé. Ok ok, em làm cha làm mẹ, em muốn làm gì cũng được. Ờ. Nha. Ừ. Đi lấy bạn ơi, bạn thờ cũng được em ơi. Đóng rồi, chạy cái đường em mới đi okay, nha, okay. Bạn rơi á, bạn rửa. Ủa, cái kẹp tóc nó không nằm trong nhiệm vụ anh phải làm em. Anh chỉ phục vụ cơm thôi. Anh chỉ phục vụ cơm thôi chứ em có biết đọc chữ không em?